đâu. Mặc vào, không hở. Nhìn nhìn chằm chằm thế, chưa thấy da thịt người ta bao giờ à? Gớm, máu lắm đấy. Sát trùng đi, không nhiễm trùng đấy. Đây không nói cảm ơn đâu. Ui. Cũng chanh chua lắm cơ. Rồi đây. Ai, ôi ôi, đau, đau hơn cả cái con chó điên kia nó đấy. Mà sao lại giúp người ta? Vì là bạn của Tố. Ai thèm làm bạn bè gì với cả các người. Sao mà không làm bạn bè? Thích Tố ạ. Bố để con ạ. Anh Đạt. Sao lại ở đây? Hai bố con nhanh tay nhanh chân lên. Khách người ta đang giục rồi đấy. Đây. Mẹ. Mẹ không bị ốm ạ? Liệu tôi có là người mẹ tốt được không nhỉ? Tất nhiên rồi. Tôi chỉ thương nó ở đây có mỗi mình tôi là người thân duy nhất. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng trở thành trụ cột vững chắc để con trai tôi dựa vào và không thiếu thốn thiệt thòi cái gì cả. Cô còn có cái Son làm bạn và còn có cả tôi nữa. Con cái là do bố mẹ sinh ra, nhưng khi nó lớn lên, nó làm gì, đi đâu, sống thế nào là do nó lựa chọn. Thực ra nếu bố là mẹ cái Son, bố cũng không chọn một người chồng như bố đâu. Anh xem bố oách thế này thôi, nhưng việc gia đình một tay mẹ cái Son lo hết. Tay thì kiếm tiền, tay thì lo vun vén hai bên nội ngoại, không việc gì không phải lo cả. Mà tại sao cứ phải lấy chồng mang nợ vào thân, bỏ dơ dần. Con biết là Son về nhà con vất vả. Đúng, nhưng nó rất vui khi làm được việc gì đó cho những người trong gia đình nhà anh. Bây giờ đối với nó, bố mẹ đẻ có khi không bằng nhà chồng. Thôi thế này, việc riêng tây của anh bố không hỏi. Bố chỉ muốn nhắc anh, đừng có ngọt ngào tử tế với người ngoài, mà để những người thực sự thương yêu mình phải tủi thân. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Uống đi.